mới rẻ. Theo chú Nam ha. Chú Nam nói ha. Theo chú nghĩ là những cái hạng người như cái ông đó là theo chú nghĩ là pháp luật sẽ trừng trị ông như thế nào? Cái chưa ấy không có trung thân đâu, cái này cách dạ giam thôi. Thì từ 15 20. Trời ghê. Chú biết được cái thông tin này chú có bức xúc không chú? Trời ơi. Đây gặp cháu tôi con quýnh nó không khỏi gì xứ đâu, khỏi đi tù đâu. Chú ngờ cái câu chuyện này ai cũng bức xúc hết chứ không phải là gột hay là không gột. Ai cũng nóng hết chứ. Bởi vì chứ dân người ta cũng lên án dữ lắm điều này chứ. Mấy bà kia là ấy bầm cho cá trốt ăn mẹ cho rồi đi, khỏi giải đi đâu á. Còn ông ở với con bé này là chú làm sao chú kể cho con nghe ấy có thấy. Đâu có nó người dân nó ở Kinh Ba. Nó đi tàu đánh cá với thằng Ní nó. Nghe là ổng về đây ổng sống và ổng cũng cầm quyền bà thí dữ lắm hả chú? Rồi, nó cũng nó làm cha lắm. Làm cha lắm. Nó quậy quặn là hàng xóm chú? Không, nó quýnh vợ thôi mà. Nó ghen á. Nó ghen là ghen cho Ní nọt của nó thôi chứ không ngoài nó không ghen cô cha. Như nó sách dĩa trong họng nó đào đâm cái ông ở kế bên nè. Trời ơi. Bị cái vụ đất đai nè. Mà nó có cột nào đâu. Của người ta vẫn vô vậy. Của ông và vợ nó. Mà cái ông này chắc cũng vô cùng lắm hả chú? Rồi, trời cũng đỡ lắm à. Mới 54 tuổi hả? Rồi ổng là quýnh bà hí hàng ngày luôn hả? Rồi thì đó mặt mày nó nó lên. Mà nếu mà nó ở là nó giết nhỏ mẹ nó trước đó. Thì chồng sớm mình bị đăng nó cướp nhỏ con kìa. Giết nhỏ mẹ cướp nhỏ con ha. Cha chồng sớm mình không ai lên tiếng hay chú hay là bỏ luôn. Bị đâu có ai nhỏ này con không dính líu đây nữa. Bà con. Tại bà con này xương nó còn mục nữa. Đúng rồi. Đi là bà hí này sống cô độc với con đó. Nó ông già ghẻ đó, nằm đó, chồng nó đó. Mất rồi chồng nó đó ha chú. Chồng nó mới có 7 bữa thì nó shop này rồi. Trời ơi. Mới có 7 ngày hả? Chị quá rồi. Bà Thúy bà có bà con gần đây không chú? Có mà xa lắm chứ ở ngoài bên trai ngoài. Bên chồng chứ nó không có đây, không có dính líu hết. Là cái ông chồng trước của Thúy lúc trước hiền không chú? Hiền thì có à, thằng này hiền. Hiền không hả? Chồng trước hiền thì mất sớm rồi. Là mới chết 7 ngày là bà này hốt ngoài vậy thì thằng này đi tạo đánh cá gì vô nè nó hốt luôn. Sao mà cái chú đó với cái cô Hí này gặp nhau? Thằng trên thằng bạn tạo đánh cá nó làm mai. Làm mai ha? Nó làm mai thằng nhỏ kia trước rồi cũng quýnh kiểu nhỏ này nè mà nhỏ kia nó khôn dữ lắm. Cũng quýnh nhỏ trước rồi. Mà mày bị mấy đứa con vợ trước quýnh quá trời đi. Trời tới số. Thôi số. Này là chú có bèo qua anh đây rồi nó mới thấy cái thằng này ở không được thằng quý là mai nè thằng ní nó đó nó mới cáp đổ đó đi cáp vô ha cáp vô đấy cái mà này có khờ nữa rồi con nghe nói xâm hại tình dục với nhỏ cũng rất là nhiều lần thì nói chung thì cái vụ đó thì tôi cũng chưa gặp hôn chứ mà ở đây thì có rồi chỗ đây nè như trời ở trong nhà nữa. Về ông về để sống là mới có mấy tháng mấy. Hồi tháng 8 đó. Hồi tháng ở ngoài vườn đó. Đó rồi, cái đầu đất. Đầu đất của nó đó ha. Rồi. Cái nó là hồi tháng 8 là chết nè. Dạ. Mới chết là tháng 8 ha. Tháng 8. Mưa dầm về đó. Rồi thì 7 bữa nó hực thằng đó đó. Thằng kia làm mai. Thằng kia nó là để ta làm mai cho. Là mai trứng cho ác luôn rồi. Mới 7 bữa mà hốt ông khác vô sớm à. Không biết cái bà này bà khờ nữa. Bà không biết bà khờ mà khờ quá đâu vậy. Đúng rồi. Nó là nếu mà ấy là nó giết mẹ nhỏ này luôn á. Rồi là ở giết là nó ở với nhỏ con đó. Nó nói giết nhỏ mẹ ở với con. Rồi. Nó nói vậy. Nó thì nó tuyên bố mà. Giết mấy già bắt mấy tơ ha. Rồi. Trời ơi. Âm mưu dữ vậy, ông này ông ác vậy trời. Nó cả chục vợ đó. Trời nó ơi, hết rồi dữ vậy. Mà không có con nào ở được hết. Nhìn mà đánh đập quá trời mà. Nhìn cái mặt cái ngầu quá rồi chú ơi. Thì đó. Cho già dân tàu biển nè. Dân tàu biển cũng dân lạc trong đất đó. Nó xứ không thôi nó thèm muốn. Rồi nói chung tôi nghiệp cho con bé nó bị nó cũng khờ thấy mà không chết luôn. Quýnh đập bắt buộc.
rồi ấy, nó nói rồi khai là nó giết luôn. Ghê nó ấy rồi, nó hạ cưỡng hiếp rồi nó bụm họng luôn á, nó cho la là tao giết luôn, rồi là giết luôn ha. Rồi mẹ mày ra la tao giết luôn. Nó sợ vì là sợ. Cái ông này ổng hãm con nhỏ này là ổng bụm họng lại. À bụm họng. Tao phải la. Ừ. Đâu có la được. La là tao giết cứ mày luôn, rồi mẹ mày ra tao giết luôn. Rồi. Rồi gì nó mới sợ đó, nín thinh luôn. Nín thinh luôn. Bị ổng hăm dọa đó nên nó sợ nó không dám nói ra. Chỗ đầu đất này. Rồi. Thì một dọn đường khịt chuột ở dưới kia cái nữa. Ở trong nhà luôn. Cũng rất nhiều lần hả chú ha. Rất nhiều lần ở tới nó dẫn qua tới sông Dông gặp lá chuối bảnh luôn. Lâu rồi. Lâu rồi. Từ tháng 8 tới nay mà mấy tháng rồi. Nhiều lần lắm rồi. Vì là quan hệ nhiều lần lắm rồi đó chứ không phải mới đâu. À thì đó. Mà con nhỏ này nó chưa có chưa có hành kinh nữa. Chưa có là thằng này nó có bầu rồi. Nhà có đã có bầu rồi đó. Nhưng mà giờ tội nặng hơn. Ông này đưa vô đó chắc không lâu quá. Nhốt đó chắc chết luôn. Anh thứ năm chắc là 20 cuốn à. Theo chú Nam ha. Chú Nam nói ha. Theo chú nghĩ là những cái hạng người như cái ông đó là theo chú nghĩ là pháp luật sẽ trừng trị ông như thế nào? Cái chưa ấy không có trung thân đâu. Cái này chắc giam thôi. Thì từ 15 20. Trời ghê. Chú biết được cái thông tin này chú có bức xúc không chú? Trời ơi, đây gặp cháu tôi quýnh nó không khỏi gì xứ đâu, khỏi đi tù đâu. Chú ngờ cái câu chuyện nó ai cũng bức xúc hết chứ không phải là gột hay là không gột. Ai cũng nóng hết chứ. Bởi vì chứ dân người ta cũng lên án gì lắm chỗ này chứ. Mấy bà kia là ấy bầm cho cá trốt ăn mẹ cho rồi đi, khỏi giải đi đâu đó. Dạ. Nhưng mà nghe nói ông cũng nhậu dữ lắm phải không? Nó cũng mít. Chứ không có nhiều nhiều. Không có nhiều ha. Mà nó cỡ chừng nửa lít rồi gọi là vì bắt đầu là nó bắt đầu nó đi rủ con nhỏ nó đi dọn đường xịt chuột. Mỗi lần chỉnh mấy cái hàng xỉnh vô nguy hiểm. Là ông uống không có nhiều chứ uống chừng nửa lít ha. Có xịt chuột hay không chú? Có xịt chuột hay không? Thiệt chuột mà nhận được. Mà con nhỏ này nó không chỉ ở trong nhà. Xịt chuột không nhớ là. Nó đi theo ổng ha. Theo ổng rồi nó ba không à. Ổng khống chế mà. Chắc ổng cũng giận nó rồi nó sợ bà chứ. Mà con bé nó nghĩ là cha nó thôi chứ. Nó đâu có nghĩ là cha ghẻ cha ruột gì. Nó sợ chết mồ luôn. Dòng con nít mà chú hù nó một tiếng là nó sợ đó. Sợ suốt đời luôn á, ám ảnh. Nó hâm ghét bé nó không sợ luôn mà. Rồi nó hóa thiệt la là nó giết bị bùm hỏng người lấy gì la. Dạ. Rồi. 9-10 con vợ rồi đó bỏ hả? Đi tàu biển. Không có con nào sống được chừng quá thì quýnh vợ. Mấy người kia không có con không hả chú? Không, con vợ lớn có. Con vợ lớn mấy bà sao này ở chừng tháng 2 đi hả? Đi ra. Mà sao con nhỏ vợ nhỏ ở bên đây thì ấy nó chấn nước, cũng chấn nước nữa. Quýnh vợ nước luôn. Rồi. Vợ nhỏ ở đâu chú? Ở ngay đây nè. Cũng có gần đây luôn ha. Cỡ 2 cây số à. Chú biết nhà không chú? Biết. Chú có nghĩ rằng là cái ông này ông vô đây là với cái mưu đồ là âm mưu, là không phải là chị Thí mà âm mưu là con bé không? Dự định sẵn á. Chắc là nó không quan hệ với mẹ nó đâu. Đúng rồi đó. Quan hệ với con á. Đúng rồi. Chủ yếu vô đó có. Thì con nít mà cho bánh cho trái rồi nó nín rồi nó vụ ngọt là ra ngoài nó cưỡng hết rồi. Nó không nữa. Nó không vỏ. Na này nó giết. Nó bụng họng mà. Quá. Wow. Rồi cái con nhỏ mẹ nó mới thấy sao nhỏ này máu mủ đi. Yeah. Nhỏ này quýnh nó quýnh xỉu đây nè. Quýnh xỉu. Thôi, xỉu chỗ này luôn hả? Chỗ mấy bả đương nhậu chỗ nhà anh nhiều năm thứ năm nè. Trời ơi. Đó, người ta mới la lên. Quýnh xỉu luôn. Quýnh xỉu luôn á, máu mũi máu đó, mặt mày. Máu mũi đồ ra chứ. Đó, mặt mày bầm sưng giờ. Ông này cũng vừa vũ phu, vũ lực như vậy đâu. Mới quen người ta mà về quýnh người ta. Là như làm chồng rồi. Là ổng ở như vậy bên phía xã người ta có biết không? Biết, nó không có giấy tờ một lộn lưng rồi mình nó làm cha. Giờ nó gượt ông này nè, ông kia bên. Rồi cái anh thứ năm nè, anh cái ganh đất đó, tới cái mã đó, nó cũng khách giao đồ chém mà không? Anh thứ năm nó trở mà chém tao mình có rồi đi công an mà báo cho ở báo cho xã, xã xuống mời nó làm việc thả chứ không có gì. Thì mời làm việc xong rồi hả
thì cái ông này cũng ghê tởm được chứ. Về đây sống ở bên bà Thí, sống bám ở bà Thí mà tưởng đất ổn không à. Nó hỏng một câu là tại bên bà Thí không có ai, bà ở nhờ đậu có bà Thí. Có mà bị ở xa lắm. Chứ còn thật sự nó có như bên chồng, bên chồng nó đi thành phố rồi. Dạ. Có thằng em nó bữa đó nó quýnh, bữa đó thằng em bạn gì nó vô là kiếm nó quất nó đó. Dạ. Mình thằng này trốn rồi. Trốn. Cái bữa đó đó, cái bữa đó đừng có công an là nó thoát rồi. Nó dọn đường là 4 giờ rồi. 4 giờ chiều á. Rồi, đặng nó tẩu muốn tẩu thoát rồi. Dạ. Thì công an vô tới liền. Chụp đầu liền. Là vô, tính tính bỏ trốn rồi chứ. Nó chụp cây dao rồi công an rút súng ra kêu ấy đó, kêu nó buông đó, buông là nhỏ cầm nó liền để nó nhào vô nó thiệt. Bữa công an Nguyễn bữa thiệt á, trong cầm dao luôn ha, cầm dao luôn, cây dao bén lắm. Dao công an móc súng rồi ha. Ờ, móc súng một công an nữ nữa. Dạ. Yeah. Thì ba mình... cái vụ này là có công an nữ đi theo để người ta khám xét này nọ rồi chở đi ra qua xã khám cho nó đó. Dạ. Mũ nó mất chinh gì rồi. Thì bị ổng làm gì mà sống mất được. Dạ. Dạ. Thằng này không biết thú vật cái gì á. Người ai vậy đó. Dạ. Mới bị lớn nó thì 50-60 tuổi đầu. Dạ. Dạ. Thì cũng cảm ơn chú ha. Dạ. Chú được. Dạ. Câu cá hay coi làm gì? Dạ, câu cá. Chú đang đi câu cá này, cô chú anh vậy. Là hàng xóm. Cũng cảm ơn chú nha. Nhà bé Như Ý nha, cô chú anh vậy. Đó. Rồi con cảm ơn chú nha, chúc chú. Đây là thực hiện mấy hành vi ở ngoài đó nó nghe. Quý cô chú anh chị, thôi mình cũng xin kết thúc video tại nghe. Chào mọi người.